nói. Hai Lúa xin chào cô chú anh chị em và các bạn nha. Bữa nay Hai Lúa dẫn bà xã với mấy đứa cháu đi ăn sushi. Lâu quá cũng mấy tháng rồi không ăn. Bây giờ mình mời cô chú anh chị em và các bạn theo Hai Lúa nha. Đi ăn sushi. Hai mấy bà đứa cháu nó chạy ra nữa. Bữa nay chồng ấy trong hôm Depot á, nó có fancy nhiều lắm. Nó mày mua nhiều lắm. Màu cũng đẹp lắm, cũng giống như của em nhà. Ừ, màu luôn cũng đẹp. Mua nhiều lắm, giúp em trồng xuống. Mười mấy lỗ không? Em coi. Mười mấy lỗ. Cứ thọt đây lỗ xuống coi. Đây, mười vô đây của chú anh chị các bạn. Osaka không? Osaka. Osaka, cô chú anh chị em này các bạn. Giờ mời chào mấy cháu nó tới rồi. Mời cô chú anh chị em này mà các bạn theo mình vô trong nha. Giờ nó ra tới rồi nha. Nhìn xe là biết liền. Xe này Hai Lúa hồi đó đi mua cho nó mà. Mà hai ông vô đi. Mấy cháu ra tới nha, cô chú anh chị em này các bạn. Đúng là này ơi. Hello. Chú Quý à. Quý nha. Ngọn Sơn xong chưa đi? Đi. Nè. Ê. Trời, kìa. Ông nhìn ông Tư nè. Trời ơi nghe lớn quá, ông Tư nghe lớn quá. Hai. Nè. Thấy không? À. Mở cửa vô đi, Hai Lúa quay phim đi. Ôi. Đây nóng nè. Bò. Bò nè. Bò nè. Bây giờ mình vô rồi. Bây giờ men nhồi vô rồi nha. Ăn cái bít bô á. Ăn cái gì bữa hôm em kêu quên rồi. Đây, nguyên chiếc tàu luôn á. Nguyên chiếc tàu luôn. Con ăn này lần nào chưa? Cũng ăn thì kêu cũng kêu nguyên chiếc tàu nữa. Sao mai chắc đi tô bóp á, để có mì á. Order có mì. Lớp bô nè. Good. Yes. Give me a sake. Hot. Large. Yeah. Okay. And a lớp bô. Take order now. Okay. Ready? Yep, we ready. Yeah. Yeah, lớp bô. Lớp bô. You have like a. What is it? Do you guys have bento box? No, that's just during the weekdays. Okay. Well, probably jamun noodle, nhưng mà jamun noodle. Rob, see? Có gà bò. Biết rồi, cái này là nguyên cái bô rồi. Chicken noodle. Okay. Là bô đó là... What ring? Just a lumbo, chicken, and the appetizer? Yes. Yeah. And to drink? Can I have
No sake? No drink. Sweet tea, but can you make like half sweet tea and half what? Chị muốn uống gì? Đi ăn mà đi uống sữa hả? Khi ê Rimmel. Ăn đi uống sữa hả? Dạ này nhà hàng cũng đông lắm cô chú anh chị em kìa các bạn. Đây đông. Đây mình hay uống salad nha, sake nha. Thử không? Hả? Dạ. Đây là con biển cái kia đậu đậu gì đó, đậu Hà Lan hay gì đó, đậu gì cái rong biển cái ớt vô nó bị tâm. Biết rồi, nó bị không? Đây nha. Lớp bô gà của chú mình xem các bạn. Mì xào này bên kia nó kìa. Là băng tâm. Bên kia gần này là ginger. Wasabi. Này là salmon tuna. Ok. Pha wasabi cho nhiều nó mới ngon phải không? Mời cô chú anh chị nhà thêm hai đứa nhà ăn nha. Thank you.
Anything else? No, we're good. Thank you so much. Who wants to help? Like you should, huh? What?
Can we get another pork? Thank you. And the soybeans are done. Thank you so much. I tried one at the Sardani. You want to try some of mine? Yeah. Let me get it. The noodles are the same as mine, right? Do you want some rice? It's okay. Are you sure to have a woman? You want to try the rice? Yeah. What? Mm-hmm. Okay. This rice is like 3 times. Or 4 actually. You can take your home if you don't care for me. You can. Look at my food. I know. Okay. Look at my tie. Mine's like yours. Mételo bien. Okay. Can I try the rice now? Sure. Ustedes creen que cuando la gente nos mira con las escuchas, piensan que tenemos o no. Yeah, what do you think of it? It's gonna be good. What other generic cancer is it? It'll be awesome. Yeah, what do you think about the game against the voices? It was awesome. You thought it was boring. Yeah, awesome boring. That's what I meant. It was really boring. It was like amazing and boring. I want rice boys. I'll read it. No more. Okay.
Do you have any? Make what? You know what? I think you are a soybean. Watch out, don't get your sweater nasty. You're doing a pretty good so far. A pretty good job so far. What about me? Nothing. Thank you. Yes, sir. Okay. No problem. Okay. Nhìn chăm đồng nghe cô chú nhìn không hả? Giờ chân chăm mốt. Chân chăm mốt rồi. Okay. Thank you. No. No. Keep. Nè, y. Y. Nè. Rồi ăn gần hết chiếc tàu rồi cô chú anh chị em cho bạn. Sake cũng sập luôn rồi nha. Video của Hài Lúa tới đây kết thúc nha. Hài Lúa bye bye. Hẹn video kế tiếp. Bye Hoa Hà. Bye quý. Hẹn vài tuần nữa ra ăn tiếp. Okay.